Bốn kiểu cha mẹ quá khắt khe khiến cho con sợ hãi. Chúng ta thì ai cũng hiểu được rằng là với một đứa trẻ thì phương pháp giáo dục của gia đình, cách mà cha mẹ chúng ta áp dụng để nuôi dạy con đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nên tính cách và thái độ sống trong tương lai của con. Nhiều bậc cha mẹ đã cho rằng nghiêm khắc là một điều cần thiết để giúp cho con ngoan hơn. Nhưng đôi khi thì họ có sự nhầm lẫn khác biệt giữa việc quản lý cứng nhắc và việc giúp con có được những cái nội quy quy định của gia đình. Khi cha mẹ quá nghiêm khắc có thể khiến cho trẻ bị tổn thương lòng tự trọng, thậm chí là con có thể gặp những vấn đề về hành vi của mình. Có những đứa trẻ nhạy cảm, con sẽ suy nghĩ nhiều hơn những điều mà người lớn, những điều mà cha mẹ tưởng. Có những việc chúng ta cho rằng con phải nghe lời cha mẹ mới là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại không hay biết rằng điều này có thể tạo ra sự dồn nén âm thầm trong tâm hồn non nớt của con. Và dưới đây, và đây là một số dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang quá nghiêm khắc với con, quá khắt khe với con của mình. Và chúng ta cũng cần phải thay đổi để cuộc sống của bản thân, của gia đình và của con trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn mỗi ngày. Thứ nhất là việc cha mẹ chỉ trích lỗi lầm của con hàng ngày. Chúng ta cũng tự nghĩ xem, nếu như bản thân chúng ta bị ai đó chỉ trích, nói đi nói lại những cái lỗi sai mà chúng ta đã từng có, thậm chí là có người đùa cợt và chỉ trích nó, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ rơi vào cảm giác sợ hãi, chán nản, thậm chí là còn không muốn gặp lại hoặc muốn nghe lại những cái lời nói đó. Không ai thích nhắc lại những sự việc đã qua. Điều quan trọng là con đã nhìn ra lỗi sai của mình, đã được cha mẹ giải thích để giúp con nhận biết, để con tự sửa đổi và trở nên tốt hơn. Nếu như chúng ta nói một hai lần, con có thể tự hiểu và nhìn ra vấn đề. Nhưng nếu như cha mẹ nói đi nói lại rất nhiều lần thì điều này sẽ mang lại cho con cảm giác khó chịu. Trẻ cũng không thích mình bị nhắc nhở quá nhiều lần, đặc biệt là đối với lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi lười loạn. Ở cái giai đoạn này, sự chê bai, chỉ trích của cha mẹ đôi khi lại phản tác dụng. Với mong muốn của cha mẹ là con kịp thời nhìn ngay ra lỗi lầm của mình, con phải thay đổi ngay, đã làm cho những đứa trẻ không những là con không sửa sai, có những đứa trẻ thậm chí còn quay lại cố tình để trêu ngươi cha mẹ, con cố tình làm ngược lại, con để lại những cái thách thức đối với cha mẹ, đối với người lớn. Cho nên là khi dạy trẻ, chúng ta nên nhớ rằng hãy nói cho con hiểu và quan sát để nhìn thấy cái sự thay đổi ở con, như vậy là đủ rồi. Chúng ta đừng thi thoảng lại lôi những cái chuyện cũ ra để chỉ trích con, để trách móc phán xét con. Như vậy thì sẽ làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng, vừa gây ra ức chế tâm lý đối với con cái, khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con trở nên xa cách. Cho nên là người cha mẹ, chúng ta hãy là những người lớn bao dung và khéo léo để xử lý những cái tình huống sai lầm của con, những tình huống phạm lỗi của trẻ, khiến cho con cảm nhận được sự thấu hiểu của cha mẹ. Từ đó thì con mới sẵn sàng để lắng nghe, để cảm nhận được những mong muốn, những suy nghĩ mà cha mẹ hướng tới, cha mẹ dành cho con. Thứ hai là việc cha mẹ đặt kỳ vọng quá lớn vào con, kỳ vọng tới mức cực đoan đối với con. Tất nhiên là bản thân là người làm cha mẹ chúng ta thì ai cũng mong muốn rằng con của mình ngoan ngoãn giỏi giang. Nhưng đối với mỗi đứa trẻ sẽ có những cái tài năng khác nhau, con sẽ có những sở thích và năng khiếu riêng. Điều này thì bản thân là người làm cha mẹ chúng ta cần phải giúp con tìm ra và khuyến khích con và nâng đỡ cho những tài năng của con. Một đứa trẻ khi muốn chỉ phát triển tài năng riêng của mình, nếu như không được cha mẹ giúp đỡ, cha mẹ hỗ trợ, điều mà chúng ta cần làm là tìm ra những khả năng và khuyến khích, nâng đỡ con, giúp con có cơ hội để phát triển tốt nhất những năng khiếu, những tài năng đặc biệt của riêng mình. Nhưng không cứ nhất thiết cha mẹ phải mong muốn con của mình hoàn hảo như con người khác. Chúng ta có thể tự hỏi mình nên làm gì, phải làm gì để ủng hộ sự khác biệt của con. Một đứa trẻ, nếu như con bị cha mẹ kỳ vọng quá mức, đặc biệt là ở những điều con không thích, con không có khả năng, thì rất dễ nảy sinh ra sự chống đối từ con. Con sẽ phản kháng lại với những mong muốn của cha mẹ. Và khi con không làm tốt, không thực hiện những nhu cầu của cha mẹ, thì lúc này người cha mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về con của mình, sẽ không hài lòng về con. Và như vậy là bạn đã gián tiếp mặc định nhìn nhận con của mình là một kẻ thất bại. Thứ ba là việc cha mẹ vượt qua ranh giới của những bậc phụ huynh. Có một ranh giới rất nhỏ giữa việc kiểm soát vừa đủ và kiểm soát thái quá của cha mẹ với con. Chắc chắn rằng chúng ta có thể đặt ra những quy tắc về cách ứng xử của con ở trường, ở trong gia đình và đặc biệt là với những vấn đề an toàn của con. Cho nên là dù con còn nhỏ, nhưng khi trẻ đã có thể hiểu được những lời người lớn nói thì cha mẹ nên hỏi ý kiến của con trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào liên quan tới trẻ. Ví dụ như là khi gia đình cậu bé đón những người bạn thân của cha mẹ tới chơi và họ cũng mang theo những đứa nhỏ sàn tuổi của con mình. Và rồi những đứa trẻ nhỏ đó đã thích chiếc ô tô của cậu con trai.
Người mẹ thấy vậy thì đã tặng luôn chiếc ô tô đó cho cậu bé, con của bạn mình, mà không hề hỏi ý kiến của con. Và từ lúc cậu bé phát hiện ra mẹ đã tặng chiếc ô tô mình yêu thích cho cậu bé đã cảm thấy bị tổn thương. Mặc dù người mẹ đã qua lo hứa rằng sau sẽ mua cho con nhiều chiếc ô tô hơn, nhưng mà cậu bé vẫn buồn bã vì quyết định của cha mẹ trong lúc vội vã đã mang tặng phần đồ chơi con yêu thích mà không hề hỏi qua ý kiến của con. Lý do đó thì chiếc ô tô đó lại là chính là một món quà kỷ niệm mà cậu bé đã nhận được từ người thân của mình. Cậu bé đã giữ gìn nó rất lâu, từ rất rất lâu rồi. Đáng lẽ ra thì người mẹ nên hỏi ý kiến của con trai mình trước khi đưa cho người khác như vậy. Từ câu chuyện này chúng ta có thể rút ra được bài học thì cha mẹ không nên áp đặt cái câu chuyện, cái ý nghĩ của mình lên con. Chúng ta có thể hỏi, có thể tham khảo ý kiến của con trước khi giải quyết những vấn đề mà có liên quan trực tiếp tới con. Hơn nữa, lấy như cha mẹ lấy cái uy quyền của mình để ứng xử với con thì sau này con cái của chúng ta cũng sẽ có xu hướng đối xử với những người khác như thế. Thứ tư là việc cha mẹ chỉ khen những kết quả mà không chú ý tới quá trình, tới những cái nỗ lực của con. Nếu như bạn ra điều kiện rằng con được điểm 10 về thì cha mẹ sẽ khen thưởng. Thế nhưng một cả một thời gian rất dài, con của bạn chỉ đạt được điểm 8, điểm 9 và con sẽ rất buồn vì mình chưa có cơ hội, chưa đạt được điểm 10 như cha mẹ mong muốn. Con sẽ không có cơ hội để nhận được những phần thưởng của cha mẹ. Rồi ngày nào thì con cũng sẽ cố gắng. Tuy nhiên thì con vẫn bị cha mẹ mắng mỏ một khi không thương tiếc, vì đó không phải là sự mong mỏi của cha mẹ. Cha mẹ mong muốn con được điểm 10. Cha mẹ chỉ khen con khi con đạt được những điều mà họ đưa ra, những yêu cầu mà họ đưa ra, mà không hề biết rằng con của mình cũng sẽ tự nghĩ mai dạo này rất khó. Dù mình đã cố gắng mà mình vẫn không đạt được điểm 10, mình rất buồn vì mình đã thức đêm để học bài mà kết quả thì vẫn không được như ý muốn. Mong một ngày nào đó mẹ hiểu cho mình, cha hiểu cho mình. Cho nên đôi khi người làm cha mẹ chúng ta đã quá quan trọng cái kết quả mà con đưa tới mà lờ đi những cố gắng, những nỗ lực của con. Và đây là một điều vô cùng thiệt thòi cho các con. Chăm sóc và dạy dỗ con là một quá trình cần sự nỗ lực và kiên trì của cha mẹ. Chúng ta hãy vui vẻ và bằng lòng với những điều mà con đã làm trên hành trình phát triển của mình. Thay vì việc cha mẹ chúng ta phán xét con, thì hãy dùng những cái lời phán xét đó trở thành những lời động viên, kích lệ con. Và trên hành trình này thì cả người làm cha mẹ cũng như con cái đều nhận được những bài học của riêng mình mà khiến cho chúng ta trở thành những cha mẹ thấu hiểu và yêu thương con cái. Và đứa trẻ cũng không trở nên sợ hãi cha mẹ của mình. Con được phát triển và trưởng thành một cách lành mạnh nhất. Các bạn nhớ follow kênh, bấm vào nút vào chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.